Nhật Tây Audio kính chào quý vị nha. Nhật Tây có một số mặt hàng đang có chương trình là thanh lý về cho tất cả quý vị. Chúng ta có một cái dòng sản phẩm loa karaoke mới nhưng mà giá rẻ để quý vị chúng ta có điều kiện để tiếp cận với dòng sản phẩm này quý vị ha. Rồi, thì đây là mặt hàng mà Nhật Tây sẽ thanh lý trong ngày hôm nay. Tất cả là hàng mới 100%, hàng chưa qua sử dụng quý vị nha. Hay còn gọi là hàng tồn kho đi ha. Với những mặt hàng này thì nó còn mới hát hay, vẫn có chế độ là bảo hành là 12 tháng, giống như loa mới bình thường thôi. Nhưng mà quý vị chúng ta sẽ mua với cái mức giá là rẻ hơn. Và cụ thể những cái dòng loa đôi ở đây thì nó giá đâu đó khoảng tầm là 4 triệu mấy đến 5 triệu quý vị nha. Còn như những cái dòng sản phẩm loa bass 50 này, rồi loa 40 đứng này, rồi thậm chí là những mẫu loa cột đó. Đây, rất là nhiều mẫu loa và Nhật Tây sắp sửa sẽ tư vấn từng mẫu cho quý vị. Và quý vị lưu ý này, những mẫu sản phẩm này sẽ có những cái mức giá và Nhật Tây sẽ để lại ở trên cái phần mô tả riêng của những dòng sản phẩm đó ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại đây và cùng xem sản phẩm này. Đây là mẫu sản phẩm có tên gọi là NT4044 này. Quý vị lưu ý những cái mẫu này thì có số lượng rất là ít, thanh lý số lượng rất là ít, không có nhiều quý vị nha. Chỉ đâu đó 1-2 con, ví dụ như con này chỉ có 1, con này chỉ có 2 này. Còn thằng này thì duy nhất là chỉ có đúng một con này là có 3 con. Mỗi sản phẩm đều có một con duy nhất mà thôi ha. Rồi, trước tiên là mẫu NT4044. Đây là mẫu loa công suất lớn được tích hợp cho mình với 2 bass 40, có từ 140-51 và 4 trep 250. Kèm bên trên là hai cái micro không dây UHF tay nhôm và tích hợp với mình cho mình với một cái bình ắc quy ở bên trong, bình ắc quy 14A bên trong. Bo mạch thì nó được nằm trên hông. Chốc lát nữa người ta sẽ hát karaoke và tiện thể sẽ quay cái bo mạch cho quý vị chúng ta xem ha. Còn thằng này á là thằng phiên bản 4 trep thùng màu đen đi ha. NT4044 4 trep thùng đen lưới vàng ha, mặt nạ xám. Còn thằng này á là vẫn là NT4044, vẫn là loa 2 bass 40. Tích hợp cho mình với 4 trep nhưng thằng này thì nó cao cấp hơn quý vị nhé. Và nó là tích hợp cho mình với 2 bass 40 này, cũng là từ 140-51 và 2 bass 2 trep 250 và 2 trep 350 ha. Kèm theo đó là một bộ micro cao cấp hơn và một cái bo mạch công suất lớn vẫn được nằm ở trên hông. Thì dòng sản phẩm này thì nó cao cấp hơn so với cái thằng loa 4 trep ở trên. Nó có tên gọi là NT4044 phiên bản vân gỗ hàng cao cấp hơn ha. Quý vị chúng ta mua mẫu nào thì chúng ta nói mẫu đó để nhân tay biết ha quý vị. Con này là con 4 trép thùng đen, thằng này là 4 trép thùng vân gỗ. Đấy, giá bán thì như quý vị chúng ta thấy là Nhật Tây có để giá từng phiên bản rồi. Còn đây là dòng sản phẩm có tên gọi là NT2022. Thằng này thì Nhật Tây có 3 con. Có 3 con với 3 màu, đen này, vàng này, xám này. Chỉ còn 3 con duy nhất ha. Và nó được tích hợp với 2 bass 40 ở bên trong nè quý vị nha. Trên này thì có hai loa chép 250, bass 40 vẫn là từ 140-51 và hai chép 250. Và trên đo là một cái bo mạch công suất lớn ha. Bo mạch công suất lớn nằm ở đây, rất là nhiều nút chỉnh. Và nó kèm cho mình với hai tay micro không dây, có một cái bình ắc quy 14A ở bên trong ha. Rồi, con này thì người ta sẽ có ghi lại cái giá bán mới và giá bán thanh lý là như thế nào luôn cho quý vị chúng ta sẽ cùng tham khảo. Tất nhiên là vẫn là hàng mới nhưng mà bán giá thanh lý thôi. Và trong một năm thì người ta chỉ có một đợt như thế này thôi. Còn đây là mẫu vẫn là NT2022. Mẫu này thì nó tương tự, vẫn là 2 bass 40 này quý vị. Vẫn là 2 trep, vẫn là bo mạch công suất lớn, vẫn là có hai cái micro đó. Và con này thì nó chỉ khác cái con loa trên là về cái bo mạch thôi. Quý vị lưu ý nè, chỉ khác về cái bo mạch thôi đó. Nên thành thử là chúng ta sẽ nhận biết rằng là cái con này thì chỉ có một con duy nhất thôi. Còn con trên này thì còn 3 con nha, 3 con, người ta thanh lý xả kho luôn. Bên đây là NT2022, phiên bản thằng này thì cao cấp hơn. Nó là phiên bản được tích hợp cho mình với 2 bass 40 đèn LED, có từ là 156 ha quý vị nha, từ 156. Ở đây thì nó được tích hợp với 2 bass 40 đèn LED nháy theo nhạc rất là đẹp. Và kèm theo đó là bên trên là 2 trep 450 quý vị nha, 2 trep 450 này. Một cặp micro tay nhôm UHF, micro xịn hơn so với các dòng sản phẩm còn lại. Con này thì có cái giá bán mới thì lên tới 9 triệu lần quý vị, 9 triệu lần ha. Và con này thì người ta đang thanh lý. Và giá bán thì người ta sẽ để lại trên cái phần mô tả có cái chữ hiện lên đó quý vị. Đây là bo mạch của nó, bo mạch thì cũng tích hợp cho mình đa năng hơn, công suất lớn hơn so với những thằng bọt kia ha. So với những thằng bọt kia, tức là con này là ngon hơn nhiều so với các con loa còn lại ha.
có echo reverb debit delay rồi rất là dễ căn chỉnh. Bình ắc quy thì ở trong là tích hợp cho mình với bình 20A ha, cái gì nó cũng tốt hơn so với những sản phẩm loa còn lại. Bên cạnh loa đèn led này thì Nhân Tây có cái phiên bản loa đèn led của phiên bản 3 bass 30. Phiên bản đèn led 3 bass 30 này thì được tích hợp cho mình 3 bass ở bên trong ha, 3 bass 30. Kèm theo đó là tích hợp cho mình với hai chép bên trên là hai chép 450 nhựa ha, hai chép 450, và có một cái cặp loa chép ở trên này rất là sáng luôn. Và đặc biệt á là nó được tích hợp cho mình với một cặp micro rất là đẹp, hát rất là hay, micro cũng xịn sò ha quý vị nhé. Và một cái bo mạch công suất lớn ở trên này. Bo mạch này thì cũng có hiệu ứng đèn led nháy theo nhạc theo cái cột này rất là đẹp luôn. Thì tốc lát nữa chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sẽ cùng biết ha. Rồi. Còn đây á là mẫu loa có tên gọi á là NT 5050. Mẫu loa này thì mẫu loa tích hợp cho mình với hai bass 50. Nó có các phiên bản tùy thuộc vào túi tiền của quý vị. Nếu như chúng ta mua mặt hàng này thì nó sẽ có các phiên bản là từ 8 triệu rưỡi ha, từ 8 triệu rưỡi dao động lên đến là 12 triệu. Con loa quý vị đang xem thì có cái mức giá là 12 triệu nha. Con này mà Nhật Tây một hồi nữa hát là phiên bản 12 triệu, còn thanh lý về giá còn bao nhiêu thì quý vị chúng ta sẽ cùng xem cái video. Rồi, hai bass 50 này có từ 170 côn 65 ha. Hai chép đây là hai chép 450. Và hai loa bass 20 ở đây nữa ha, là bass 20. Và kèm bên trong thì Nhật Tây có gắn cái bộ mạch lọc phân tần, lọc đường tiếng cho tất cả quý vị luôn. Loa này thì cao cấp nhất ở trong đây ha, cao cấp nhất. Rồi, với một bo mạch công suất lớn với nhiều chức năng. Bo mạch này là cái bo mạch có cái